棒。Hi Boy, Hi Boy, Surprise nha. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tổ chức tiệc sinh nhật nè. Nhưng mà sao các bạn mình vẫn chưa tới nhỉ? Mọi người nói là sẽ tới mà. Ôi, chắc mình sẽ phải chơi xếp chữ cái một mình rồi. Ôi không, các chữ cái bị trôi đi mất rồi. Các bạn cùng bắt chữ cái lại nào. Ba ơi, ba có thấy chữ cái nào trôi qua đây không? Con thử tìm ở cái khay kia xem, có thể chúng nằm cạnh đồ trang trí đó. Ồ, cùng tìm ở cái khay kia nào. Toàn là con trai và sao biển thôi. Những chữ cái đâu rồi? À ha, tìm được rồi. Là chữ A, B và C. Mình nghĩ chữ D chỉ đang ở loanh quanh đâu đây thôi. Wow, tìm được rồi. Chữ D ở trên cái bánh donut. Cùng xếp các chữ cái lên bảng xếp hình nào. A, B, C, D. Wow, mình làm được rồi. Cùng đi đến phòng khách tiếp theo nào. Wow, tìm được rồi. Chữ Y nè. Ồ, tìm thấy một chữ cái nữa nè. Là chữ F. Chữ tiếp theo là chữ G. Bạn có thấy nó ở đâu không? Mình không thấy nó. Hả? Đuôi của ai đây? Ồ, cá mập con, chữ G ở đây nè. Để bà sẽ đưa nó cho con nha. Wow, tìm được rồi. Con cảm ơn cá mập bà. Chữ tiếp theo là chữ H. Nhưng mình nghĩ nó không có ở đây đâu. Mình phải đi tìm chỗ khác thôi. Cá mập con, nếu con trả lời đúng câu đố của mẹ, mẹ sẽ cho con chữ H. Chữ nào có nghĩa là nhà nè. Còn chữ nào khác chữ house? Con biết rồi. H-O-M-E. Home, đúng không mẹ? Wow, chính xác rồi. Thông minh lắm cá mập con. Chữ H của con đây. Cảm ơn mẹ. Các bạn cùng đặt các chữ cái lên bảng nhé. E, F, G, H. Được rồi, tìm tiếp ở đâu bây giờ? Đúng vậy, cùng tới phòng của mình nào. Nào, cùng nhau đi tìm I, J, K, L. Hả? Mình không thấy chữ cái nào hết. Ồ, đuôi của ai đây? Một chiếc đuôi cá mập màu xanh lá. Chính là tôi, cá mập ông đây. Cá mập con, ông đã chuẩn bị kem ngon cho con và các bạn rồi nè. Con có muốn ăn kem không? Dạ muốn. Ồ, là chữ ai? Nó ở trên đầu của cây kem nè. Ồ, cá mập con, có cái gì đang nhảy ở kia kìa. À ha, là chữ J. Chữ J đang nhảy kìa. Nào, chữ K và L đang ở đâu nhỉ? Thấu bông à, các con có thấy chữ K và L không?
Wow, tìm được rồi. Bạn gấu koala đang giữ chữ K, còn bạn sư tử đang giữ chữ L kìa. Vui quá đi. I, J, K, L. Ồ, chúng ta chưa tìm ở phòng 8. Mình chắc chắn cái chữ cái sẽ có trong đó. Ồ, mình tìm thấy một chữ rồi. Là chữ M. Ta cần tìm chữ E nữa. Ở đâu đây ta? Ồ, chữ N rơi ra từ tờ báo kìa. Nhưng mà... ai đang ngồi đọc báo vậy nhỉ? Ai không? Ai đó vừa xì hơi và chạy đi mất rồi. Tìm ra chữ O cái đã. Nó sẽ ở đâu ta? Nó đây rồi. Chữ O. Cùng đặt chúng lên bảng chữ cái nào. M N O. Hả? Nghe như tiếng bạn của mình vậy. Đi nhanh nào. Ủa? Một cái đuôi. Nhưng đuôi của ai đây? Ta-da! Ngạc nhiên chưa nè? Mình là anh trai của cá mập con, Bruno. Mình là chị gái của cá mập con, Sid. Và mình là bạn thân của cá mập con, William. Bruno, Sid, William. Mình tưởng mọi người đã quên sinh nhật mình. Sao mà quên được chứ? Cá mập con, sao em không lấy chữ P kia kìa? Wow, tìm được rồi. Là chữ P. Nhưng cái gì đây? Đây là piñata. Em hãy dùng gậy đập vỡ nó và món quà bất ngờ bên trong sẽ xuất hiện. Ha. Wow, toàn là kẹo ngon kìa. Và mình tìm được vài chữ nữa nè. Q, R, S. Chúng ta cùng nhau đi ăn kẹo nào. Cá mập con, mình thấy có gì đó ở kia kìa. Ồ, là cái gì vậy? Wow, bong bóng. Và một vài chữ cái ở bên trong kìa. Cùng làm vỡ bong bóng và lấy các chữ cái ra nào. Chữ T. Và chữ U nè. Và cuối cùng là chữ V. Ồ, cá mập con, có vài người bạn đang trốn kìa. Đúng rồi. Tìm được các bạn rồi nè. Chúc mừng sinh nhật cá mập con. Cảm ơn các bạn vì đã đến. Nào, cùng tổ chức tiệc thôi. Yay. Q, R, S, T, U, V. Mọi người đông đủ cả rồi, bắt đầu bữa tiệc nào. Mừng ngày cá mập con sinh ra đời. Ta hát vang mừng sinh nhật. Yay! Chúc mừng sinh nhật cá mập con. Cảm ơn mọi người. Cá mập con, ông bà có quà tặng con nè. Con có muốn mở quà không? Dạ có. W-H-Y-Z. Wow, tìm được hết các chữ cái rồi. Wow, đúng là món quà mình thích nè. Cảm ơn mọi người. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé.
trên YouTube.